À, xin kính chào Hội Thánh các anh chị em. Chúng ta có nhớ cái chương trình cái Hội Thánh của chúng ta đó theo cái mô hình gì không ạ? À? Hôm trước mình đã nghe nhiều Ngồi lần đứng đó. đi. Dạ, ngồi đứng đi. Dạ, cảm ơn Chúa. Tuần trước là chúng ta có ngồi rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ có ai chuẩn bị đứng dậy chưa? Dạ. Có. Bây giờ tôi đề nghị là chúng ta làm việc chung, không phải một mình một chuyện giảng, nhưng mà chúng ta sẽ làm việc chung bằng cách là chúng ta hãy chuẩn bị cái quyển Kinh Thánh đi ha. Để mà tôi nói là chúng ta đọc câu đó thì chúng ta phải ngay tức thì mở Kinh Thánh ra và đọc. Làm cái điều này đó để cho chúng ta có lời Chúa luôn luôn và có cái việc hoạt động luôn, chứ không thôi là sẽ rất là dễ mà ngủ gục đó. Tại vì mình ngồi mình thờ phượng không biết ở trong cái tư thế nào. Bây giờ đó tôi xin mời chị em mở ra ở trong sách Mác đoạn 1 từ câu 29 đến câu 31. Đây là cái đoạn Kinh Thánh mà tôi rất là thích khi mà tôi soạn những cái bài giảng về sự phục vụ đó. Mác đoạn 1 câu 29 31, nếu mà ai có Kinh Thánh chúng ta có thể tập trung với nhau. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng dân vào nhà Si-môn và Anh-rê, và bà gia Si-môn đang nằm trên giường đau rét. Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Thưa anh chị em, đây là một cái đoạn Kinh Thánh rất là dễ hiểu, không có rất là dễ cho mọi người hiểu, không phải phân tích dài dòng hay là nhiều. Chúng ta thấy là bà gia Phi-e-rơ vừa được Chúa chữa lành, thì Kinh Thánh nói là bà liền đứng dậy để hầu việc Chúa ngay. Tức là bà làm việc ngay, bà phục vụ liền. Bà không có nằm ráng thêm hay là nhõng nhẽo, còn nói này nói kia. Chúng ta thấy là những cái người lớn, những cái người chúng ta khi mà bệnh, chúng ta vừa dứt bệnh thì chúng ta cũng còn muốn là mình phải có cái thời gian để mà mình có thể phục hồi từ từ để mà dưỡng bệnh. Nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh nói là cái người đàn bà này, cái bà gia này, bà bệnh đau rét nặng lắm, mà khi mà Chúa vừa chữa xong thì bà hầu việc Chúa liền. Đây là cái thái độ phải có của các môn đồ. Chúng ta là các môn đồ của Chúa đó, thì chúng ta biết là Chúa cứu chúng ta là không phải để chúng ta nằm hay là chúng ta ngồi, mà Chúa muốn chúng ta đứng dậy để phục vụ liền. Rất có thể, thưa ông bà anh chị em, chúng ta đã được cứu từ nhiều năm, có thể chúng ta đã tin Chúa nhiều năm, nhưng mà chúng ta cứ nằm và ngồi trong suốt một thời gian dài và chúng ta không có làm việc, chúng ta không có phục vụ. Và đây là cái lúc mà Chúa nhắc nhở chúng ta phải đứng dậy giống như cái tấm gương của bà gia Phi-e-rơ. Thưa bà anh chị em, một trong những cái công việc quan trọng mà Chúa Giêsu đã làm trong suốt 3 năm rưỡi mục vụ của Chúa đó là chính là phục vụ. Ngài nói rất là rõ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28. Ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúng ta định nhấn mạnh cái câu này: Chúa đến không phải để người ta hầu việc, nhưng mà để hầu việc người ta. Và thưa anh chị em có đồng ý với tôi là nếu mà chính Chúa Giêsu đã nói cái câu này, Ngài nói là Ngài đến đây để Ngài phục vụ, thì chúng ta có thể nào nói khác đi không? Không. Dạ, chúng ta không thể nào nói khác được, chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu của chúng ta. Và Ngài đã làm cái công việc phục vụ đó trong suốt 3 năm rưỡi, và thậm chí ngay cả trong cái buổi tiệc ly biệt trước khi về trời. Kinh Thánh nói là Ngài cũng bẻ bánh và rót chén cho các sứ đồ. Ngài cũng làm một công việc phục vụ nữa. Cho tới lúc đó mà Chúa vẫn không quên sự phục vụ. Trong cái câu chuyện mà hóa bánh cho đoàn dân đông ăn, chúng ta thấy là khi các môn đồ đề nghị Chúa cho giải tán đám đông để họ tự tìm thức ăn, Chúa Giêsu nói một cái câu rất là quan trọng, đó là chính các ngươi phải cho họ ăn. Nhưng mà chúng ta đọc Kinh Thánh kỹ lại xem, chúng ta hãy để ý xem là khi mà Chúa nói cái câu mà chính các ngươi phải cho họ ăn, thì chính Ngài lại làm cái việc đó, chính Ngài lại phục vụ, chứ không phải là các môn đồ. Chúng ta thấy là Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra, và các môn đồ thì chỉ có một cái việc làm, đó là đi phát ra thôi. Và tạ ơn Chúa là chúng ta thấy là tất cả cái nguyên liệu đều là của Chúa, và chúng ta chỉ có cái bổn phận là đi phân phát ra. Ở trong Giăng 21, trước khi hỏi chúng ta để ý là Chúa Giêsu đã làm một cái việc thật là cảm động, thì chính Ngài là Chúa, nhưng mà Ngài đã làm cái việc này cho các sứ đồ. Trong câu 9, lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh,
ai đã chuẩn bị điều đó? Chính Chúa Giêsu Ngài đã chuẩn bị cá và bánh. Và trong câu thứ 13, Đức Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Chúng ta thấy rõ ràng rằng trước khi để cho các môn đồ phục vụ Ngài, thì Ngài đã phục vụ họ trước. Chúa Giêsu là một cái tấm gương của sự phục vụ. Ngài luôn luôn phục vụ, luôn luôn trên các đoạn đường trong cả 3 năm rưỡi. Ngài làm việc luôn luôn với cái mục đích là phục vụ người khác. Và Kinh Thánh nói rằng cái sự phục vụ đó nhiều đến nỗi mà nếu mà người ta cứ từng việc mà chép thì cả thế gian cũng không có thể chép hết những cái gì mà Ngài đã làm. Chúng ta thấy là cái điều này nói lên cái tầm quan trọng của sự phục vụ. Mình người Việt mình hay nói cái câu là có thực mới vực được đạo. Và Chúa Giêsu thật sự chính Ngài đã làm cái việc này. Và tôi tin rằng thế gian thì chúng ta là những người là bắt chước từ trong Kinh Thánh mà ra. Và cái tấm gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trước khi giảng đạo thì Chúa đã cho họ ăn. Ngài đã phục vụ họ. Không phải là Ngài dùng thức ăn để lôi kéo họ. Nhưng mà Chúa làm cái việc đó bởi vì cái tình yêu và cái sự khao khát để nói lời của Chúa cho họ. Kinh Thánh nói rằng thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót. Cái động cơ về sự thương xót, về tình yêu, sự cứu rỗi đem Chúa Giêsu đến sự phục vụ người khác, để từ đó Ngài có thể bắt đầu giảng đạo cho họ. Đây cũng là điều mà chúng ta cần phải làm. Một cái bài học khác về cái sự phục vụ ở trong Giăng 13 câu 4, câu 5, 15 và cái câu mà người đọc Kinh Thánh mới đọc. Chúa Giêsu đã đứng dậy khỏi bàn. Chúng ta lưu ý chữ đứng dậy. Khi mà Chúa Giêsu ngồi để mà dự tiệc thánh với các môn đồ thì Chúa đứng dậy. Chúa muốn phục vụ cho các môn đồ. Và cái sự phục vụ này là một cái sự phục vụ đặc biệt. Chúa lại lau chân, rửa chân và lau chân cho các môn đồ. Cái điều này làm cho các sứ đồ rất là ngạc nhiên. Và sứ đồ Phi-e-rơ là người đã ngạc nhiên, đã hỏi Chúa về cái điều đó. Nhưng mà Chúa nói rất là rõ ràng là ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Một số các hội thánh bây giờ thường có cái nghi thức là trong một những buổi lễ là rửa chân, đem một cái chậu đến nước, rồi mà mục sư cũng đứng dậy quấn khăn về các sứ đồ, các môn đồ, các tín đồ đến và rửa chân. Đó là một cái nghi thức. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài nhắc nhở, Ngài nói rất là rõ là Chúa đã làm cái việc đó không phải để chúng ta thực hiện những cái nghi thức, nhưng mà để chúng ta làm gương, được làm gương, để chúng ta cũng làm như những người khác. Khi Chúa Giêsu lập hội thánh thì Chúa không bao giờ nói rằng chúng ta ngồi đó để mà người khác phục vụ mình. Nhưng mà chúng ta đứng dậy để phục vụ người khác. Thờ phượng khi chúng ta ngồi để thờ phượng chỉ là một phần. Và khi chúng ta đã thờ phượng Chúa đủ rồi, thì cái mối tương quan giữa chúng ta với Chúa đã đủ rồi. Thì đó là cái sức bật để chúng ta đứng dậy. Không có ai ở trong chúng ta nói rằng tôi chỉ ngồi để thờ phượng Chúa mà chúng tôi không thể đứng dậy được. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta thờ phượng Chúa đủ, thì chúng ta phải đứng dậy. Đứng dậy để phục vụ. Phục vụ là sự hiệu quả của sự thờ phượng. Thưa ông bà anh chị em, thế gian có rất là nhiều hội, nhưng mà chỉ có một cái hội thánh là thuộc về Đức Chúa Trời. Và tôi thường chia sẻ với anh chị em đó là cái chữ thánh ở trong Cơ Đốc giáo chúng ta nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà một trong cái nghĩa mà đơn giản và dễ hiểu nhất là sự khác biệt. Chúng ta là hội thánh thì chúng ta phải có sự khác biệt đối với những cái hội khác. Những cái hội khác mà người ta còn có thể phục vụ được thì hội thánh của Chúa lại phải là một cái hội thánh làm gương trong sự phục vụ. Và Chúa Giêsu Ngài đã làm cái tấm gương đó để mà chúng ta bắt chước và làm theo. Sự phục vụ là một cái sự làm việc, là sự ban cho. Cái thờ phượng nó chỉ là một cái sự nhận lãnh, nhưng mà phục vụ là sự ban cho. Trong Công Vụ đoạn 20 câu 35 thì Kinh Thánh chép là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Cái lý do mà hội thánh không có phát triển được mà mặc dù chúng ta cứ cầu nguyện ngày này qua năm khác để hội thánh tăng trưởng là vì chúng ta chỉ muốn nhận lãnh thay vì chúng ta ban cho. Tôi muốn dùng cái điều này để nhắc nhở, khích lệ chính cá nhân tôi cũng như là ông bà anh chị em, chúng ta hãy bắt đầu chấm dứt cái sự ao ước nhận lãnh để chúng ta bước qua một cái bước mới quan trọng cần thiết, đó là ban cho.
nhiều con cái của Chúa khi mà đến đền thờ thì chỉ muốn người ta phục vụ mình, chờ đợi người ta phục vụ mình và giận hờn khi mình thấy mình không được phục vụ. Đây là tinh thần của đám đông khi mà theo Chúa chỉ để cầu xin được ban cho sự ăn uống hay là thuộc thể. Ở trong Giăng đoạn 6:26, Chúa Giêsu nói rất là rõ về cái tình trạng của đám đông và cũng là cái tình trạng chung của các tín đồ, các hội thánh ngày hôm nay. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Chúng ta thường chỉ tìm Chúa là để được ban cho. Tinh thần Cơ Đốc nhân chỉ muốn nhận phước và chất từ nơi Chúa, chỉ muốn yên thân, muốn được phước. Nhưng đó không phải là tinh thần mà Chúa muốn. Tinh thần của Chúa muốn là một tinh thần phục vụ. Chúa nói rõ là các ngươi hãy cho họ ăn. Chính chúng ta phải đứng dậy và phục vụ cho người khác. Phục vụ ở đâu và phục vụ như thế nào? Thưa bạn chị em, trước tiên ở trong Galati đoạn 6:10 chép: vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Cái sự phục vụ nó sẽ bắt đầu ngay trong vòng anh chị em chúng ta, là những người cùng đức tin với chúng ta. Khi Chúa cho chúng tôi có cái khải tượng về hội thánh truyền giáo trên đường dây, tôi đã nghĩ đến việc làm sao để anh chị em có thể phục vụ nhau. Trước hết là sự chăm sóc nhau về thuộc linh và cái đời sống theo cái tấm gương của hội thánh đầu tiên. Chúng tôi không có ý định lập một cái hội thánh ngồi, vì cái điều này thật sự không có cần thiết. Tôi nói điều này nhiều lần. Nếu mà hội thánh chỉ ngồi thì chúng ta có rất là nhiều hội thánh ở những cái địa điểm ở tại địa phương. Chúng ta không cần phải gia nhập hội thánh trên đường dây. Nhưng mà hội thánh trên đường dây, chúng ta cần phải đứng dậy để phục vụ. Phải tập đứng dậy để phục vụ. Tôi muốn trước hết anh chị em phải tập chăm sóc lẫn nhau. Tôi suy nghĩ rất là nhiều là trong cái điều kiện đường dây rất là hạn chế. Ở trên đường dây chúng ta chăm sóc như thế nào? Thì giờ ở đâu làm gì chăm sóc? Thì tôi, Chúa cho tôi nghĩ trước tiên được một cái việc là một cái việc lập một cái email group. Và chúng ta sẽ nhờ cái email group này để chăm sóc lẫn nhau. Tôi ước ao anh chị em sẽ liên lạc và cho cái email mình với cái người trưởng nhóm để đưa cái tên cái email của mình vào trong email group. Và mỗi một ngày tôi xin anh chị em hãy ít nhất mở cái email ra một ngày một lần để có thể biết tin tức lẫn nhau, biết tình trạng của mỗi người và chia sẻ, an ủi, khích lệ, đóng góp điều mà mình có thể làm được. Ở trong cái phạm vi rất là giới hạn, chúng ta hãy chăm sóc nhau về điều này. Trong thời gian qua thì chúng ta có rất là nhiều những cái nan đề khó khăn của anh chị em, chẳng hạn như là chúng ta nghe về vấn đề mục sư là thân phụ của cô Kim Trân qua đời, cũng được đưa lên cái email group để chúng ta có thể biết và cầu nguyện. Và tôi không biết là có bao nhiêu anh chị em chúng ta đã tập chăm sóc lẫn nhau khi mà nghe tin những cái người thân yêu, những cái gia đình của người môn đồ trong hội thánh của chúng ta đang gặp khó khăn. Tôi muốn mỗi ngày chúng ta hãy tập làm điều này, mở email ra và khi chúng ta nghe một tin tức gì đó từ anh chị em mình thì ngay lập tức chúng ta hãy gửi lại một cái email để mà chia buồn hay chia sẻ. Thì tôi nói là ít nhất hãy làm điều đó, vì nếu mà cái tình trạng nó có thể cần thiết hơn, chúng ta sẽ điện thoại để thăm nhau. Và đây là cái bước đầu tiên mà chúng tôi ao ước là anh chị em chúng ta hãy tập đứng dậy để phục vụ nhau ngay ở trong một các môn đồ ở trong hội thánh trên đường dây. Chúng ta có amen điều này không? Amen. 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 Ngoài cái việc phục vụ anh em trong đức tin, chúng ta thấy Chúa Giêsu hầu hết trong phục vụ của Chúa là phục vụ tha nhân. Chúng ta thường hay nghĩ là phục vụ ở trong nhà thờ là đủ, hội thánh anh em trong đức tin. Nhưng mà đây là cái mục vụ lớn nhất của Chúa Giêsu. Ngài để hầu như cái thời giờ của Ngài cho tha nhân. Vì tha nhân là những người được Chúa quan tâm, đó là cái mục đích mà Chúa đến để mà cứu họ. Chúa đi ra để phục vụ. Đây là điều chúng ta cần phải nghĩ đến, một cái điều có thể mới hơn. Nhưng mà đây là điều chúng ta phải nghĩ đến ở trong cái tinh thần phục vụ. Tôi nghe rằng các cái hội thánh trưởng lão, tức là hội các hội, họ đã bắt đầu cái khải tượng và cái sự phục vụ của họ bằng cách là họ làm việc xã hội. Họ phục vụ trước, họ lập nhà thương, họ lập trường học và rồi dần dần họ lập nhà thờ. Đây là cách mà Chúa Giêsu đã dùng
để tiếp cận đám đông và giảng đạo cho họ. Chúa chữa bệnh, Chúa đuổi quỷ, Chúa cho ăn, rồi Chúa giảng đạo. Đây là cái mô hình mà Chúa Giê-xu đã thực hiện và chúng ta cũng cần phải làm điều đó. Chúng ta cảm thấy khó khăn khi mà chúng ta có thể chia sẻ đi ra làm chứng cho mọi người. Thì trước tiên chúng ta có thể đi ra với họ bằng cách phục vụ họ trong những cái lĩnh vực nào mà chúng ta có thể làm được. Và từ đó chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ, làm chứng và giảng đạo cho họ. Chúa Giê-xu nói rất là rõ, chính các ngươi phải cho họ ăn. Chính các ngươi là mỗi chúng ta, chứ không phải một người nào khác. Chúng ta không có đổ cho một cái người nào khác hay là đề nghị một người nào khác làm cái việc đó. Người ta hay nói đùa là khi ông Môi-se được Chúa kêu gọi thì ông nói là lạy Chúa có con đây, xin hãy sai A-rôn anh con. Chúng ta không có làm việc đó. Khi mà chúng ta được nghe Chúa kêu gọi mình đứng dậy để phục vụ thì chính chúng ta, những người nghe, là những người mà Chúa trực tiếp gọi chúng ta phải cho họ ăn, phải đi phục vụ. Hội thánh của chúng ta có nhiều phương tiện để phục vụ. Chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên chúng ta chỉ nói một phần, một cái cách đơn giản để chúng ta có thể phục vụ tha nhân. Ở VMI của chúng ta có báo Hướng Đi. Đây là một cái tờ báo mà Chúa cho 13 năm qua đã reach out, đã ra ngoài cộng đồng rất là nhiều và đem đến cái sự hiểu biết về Chúa, chia sẻ cho tha nhân rất là nhiều. Và tôi khuyên anh chị em, cái đầu tiên mà anh chị em làm đó là hãy đặt mua báo Hướng Đi. Không phải là tôi nói mua báo Hướng Đi để mà chúng ta có thể làm giàu cho báo Hướng Đi. Nhưng mà chúng ta hãy dùng cái tờ báo Hướng Đi để chia sẻ, để phục vụ cho tha nhân. Rồi chúng ta bắt đầu dùng những cái tờ báo mà chúng ta đặt mua đó để đi phát ra cho các chợ Việt Nam. Một vài chục cuốn hay là một vài trăm cuốn đem tin lành đến cho đồng bào của mình. Nói chuyện với họ, chia sẻ với họ thật là hữu hiệu. Kinh Thánh nói rằng hãy bắt đầu quăng bánh mình trên mặt nước, khởi lâu ngày ngươi sẽ tìm gặp lại. Chúng ta hãy bắt đầu. Và không có cần phải suy nghĩ hay là chúng ta không có nên phải tìm hiểu là hay là thắc mắc là những cái tờ báo đó tôi để ra đó, tôi gửi tờ ở chợ làm những điều này điều nọ, nó sẽ đi tới đâu, người ta có đọc không, người ta có quăng mất không hay như thế nào. Kinh Thánh nói là chúng ta hãy khởi sự làm, hãy quăng bánh mình đi, dầu nó ở trên mặt nước, dầu nó có vẻ là bất bên, dầu nó có vẻ giống như là không có cái gì có thể chính xác được. Nhưng mà Kinh Thánh nói là lâu ngày Chúa sẽ làm cho nó tốt lên và chúng ta sẽ tìm gặp lại cái kết quả cho cái việc làm của mình. Thưa bà anh chị em, chúng ta nói rằng Chúa nói rằng chúng ta cứ trung tín để gieo thì Chúa sẽ cho chúng ta gặt. Chúng ta không cần phải thắc mắc việc khi nào gặt, đứng làm cho chúng ta gặt, thời gian mà làm cho chúng ta gặt, đó là Chúa. Chúng ta amen không? Amen. Phục vụ tuy là thấy rất có vẻ là dễ nhưng mà thật sự là khó. Thưa bà anh chị em, vì nó đòi hỏi người phục vụ sự hy sinh. Chúng ta phải hy sinh. Phục vụ không thể không có sự hy sinh. Phải hy sinh thì giờ của mình và đặc biệt là tiền bạc. Phục vụ là phải chịu khó, phải phục vụ bằng cái tấm lòng vị tha khiêm nhường. Chúng ta không phục vụ mà cách than phiền hay là chia sẻ. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái câu chuyện nhỏ mà tôi nghe ở trong hội thánh. Một người tín đồ, bà làm chứng lại rằng bà là một cái người rất là khó dâng tiền cho Chúa. Bà nói lại trong hội thánh. Bà dâng một ngày một đồng, một lần một đồng, một tuần một đồng và có khi không dâng cả được một đồng nữa. Nhưng mà có một lần khi mà bà nghe Chúa, lời Chúa giảng thì bà bị được cảm động và bà hứa sẽ bắt đầu dâng. Dầu vậy thì ban đầu bà chỉ dâng 5 đồng thôi. Rồi từ từ bà leo lên tới 7 đồng, 10 đồng, leo một cách khó nhọc như vậy. Rồi tới từng 25 đồng, tới 50 đồng. Và bà tạ ơn Chúa, bà nói rằng sau một năm thì bà cảm tạ Chúa vì Chúa cho bà có thể dâng 1/10 cho công việc của Chúa. Và cảm thấy vui lòng, chứ không có phải đau lòng như trước đây. Và bà nói rằng bà đang xin Chúa cho có thể dâng rời rộng hơn nữa. Và bà tin rằng Chúa sẽ giúp cho bà có thể làm việc đó. Thưa anh chị em, công việc của Chúa ở trên hội thánh truyền giáo trên đường dây, có thể là chúng ta không có nhu cầu để làm cái gì cho hội thánh trên đường dây. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta có nhu cầu cho công việc truyền giáo. Hội thánh của chúng ta mang cái tên là truyền giáo. Chúng ta sẽ lại phải đi ra, phải làm rất là nhiều điều cho việc truyền giáo. Và cái số tiền dân của chúng ta là hoàn toàn dành cho vấn đề truyền giáo. Và tôi ao ước anh chị em có thể bắt đầu dâng cho truyền giáo tại cái hội thánh trên đường dây của chúng ta bằng cách dâng mỗi tuần 10 đồng. Và cứ trung tín như vậy, mỗi một người, chứ không phải là một gia đình.
và cứ một tháng chúng ta có thể dâng cái số tiền 40 đồng về cho người thủ quỹ, và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vui lòng cho cái của dân đó. Và khi chúng ta vui lòng để dâng thì Chúa vui lòng để nhận, và Chúa vui lòng dùng cái số tiền đó để làm công việc của Chúa. Không có một người nào ở trong chúng ta sử dụng số tiền này, chúng ta dùng số tiền này cho công việc của Chúa. Tôi muốn tặng ông bà anh chị em một câu kinh thánh này trước khi chúng ta chấm dứt. Ở trong Cô-rinh-tô thứ gì đoạn 15 câu 58 là câu kinh thánh mà chúng ta nghe rất là quen thuộc. Tôi ao ước chúng ta hãy mở quyển kinh thánh ra, và nếu chúng ta thuộc câu này thì chúng ta hãy đọc chung với nhau. Câu kinh thánh này là một câu kinh thánh dùng để khích lệ chúng ta trong sự phục vụ, sự dâng hiến, tài chánh, thì giờ, khả năng của mình cho công việc Chúa, đứng dậy để phục vụ Chúa. Và kinh thánh nói gì? Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, hãy đứng dậy để phục vụ từ bây giờ, hãy đứng dậy dâng tiền cho Chúa ngay bây giờ, hãy đứng dậy và chuẩn bị đi ra để truyền giáo, đem tin lành của Chúa đến cho đồng bào của mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em. Amen. Amen. Amen.